Okay, first of all, my greetings to all. Dạ, đầu tiên thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. And today we are going to start with the live streaming of meditation session. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên của phần thiền sẽ được giới thiệu trực tuyến trên mạng. So, first of all, I'm sorry that I'm a bit late. Dạ, dạ thầy gửi lời xin lỗi là thầy có lên mạng bị trễ so với lại dự kiến. Because of some of the technical issue in my computer, so I'm sorry that I'm a bit late. Dạ, bởi vì có một số trục trặc ở trên máy tính của thầy cho nên không có lên đúng giờ được, nên thầy gửi lời xin lỗi thầy đã lên trễ. So now the today the live streaming the meditation session is the mainly I have started. Main the reason is that to bring the more peace and the more joy and the more happiness into the people's mind. Dạ, và với những buổi giới thiệu thì như thế này thì thầy muốn giới thiệu đến những phương pháp mình có thể đem đến sự an lạc trong nội tâm và cũng như sự thư giãn tinh thần trong cuộc sống hàng ngày của mình. So what I feel is that generally I always want to do the service to the people, as there is a saying that the servicing the people is the best offering to the Buddha. Dạ, thông thường thì thầy vẫn luôn muốn làm những việc để giúp ích cho mọi người, cũng như là đó cũng là một cái ước nguyện, một cái mong muốn vì để noi theo tấm gương của Đức Phật và cũng là vì để phụng sự Đức Phật, cho nên chính vì vậy mới làm tất cả mọi việc để giúp đỡ cho mọi người. So in my life, I have spent more than the 30 years of the studying and the practicing the science of mind. Dạ, thầy đã có tầm 30 năm sử dụng thời gian đó của mình trước đây để học và trau dồi kinh nghiệm về môn khoa học về tâm thức. That's why what I feel is that so that's why the while through that the studying and the science of the mind, that's why I feel to bring the more meditation like a techniques and the changes of the way of the thinking can bring the more joy and the peace in the mind and also helps to reduce the stress. So that's why I thought to share some of the techniques online with you. Và chính vì có được những kinh nghiệm trong rất nhiều năm thực hành một môn khoa học tâm thức và đặc biệt ở đây đang nói đến bộ môn thiền thì chính bộ môn thiền đó có thể đem đến cho chúng ta an lạc trong nội tâm và cũng có thể giúp mình giải tỏa những cơn căng thẳng áp lực ở trong cuộc sống cũng như trong công việc. Chính vì lý do đó mà hôm nay thầy mới bắt đầu những buổi hướng dẫn thiền trên mạng, trực tuyến trên mạng để chia sẻ những kinh nghiệm và những kỹ thuật này với tất cả mọi người. So this is the my main purpose and our main purpose of the bringing the meditations online session. À, đó chính là lý do chính mà thầy muốn từ đây sẽ bắt đầu những cái chuỗi liên tiếp những buổi hướng dẫn thiền ở trên mạng. Okay, now the first step of the meditation, how we will do is that first thing is that we will concentrate or focus on our breath. So doing that, so what you have to do is that you have to inhale or exhale the breath very deeply, then inhale or exhale the breath and try to focus on that, okay, on the breath. Và bước đầu tiên để chúng ta có thể thực hành thiền là mình hãy tập trung vào hơi thở của mình. Trong lúc tập trung vào hơi thở như vậy thì bất cứ lúc nào mình hít vào và mình thở ra thì mình hãy thật sự tập trung và mình để ý đến hơi thở của mình. Khi hít vào thì mình tập trung vào hơi thở hít vào và khi thở ra mình tập trung vào hơi thở thở ra.
So what you have to do is that when what you have first, your back should be straight while you're sitting on the chair, so you don't have to sit on the lotus feet. But what you have to do is that your back should be very straight, okay? Straight back and close your eye. Dạ, và khi mà chúng ta thực hành thiền như vậy thì nếu như mà mình đang ngồi trên ghế thì mình không cần phải ngồi xếp bằng, bởi vì ngồi trên ghế thì sẽ rất là khó ngồi xếp bằng. Thì chúng ta hãy ngồi thẳng lưng và hãy nhắm mắt lại và thở đều đặn và tập trung vào hơi thở của mình. And close your eye, then inhale or exhale the breath. When you inhale or exhale the breath, deeply inhale and exhale the breath, then try to focus on your breath. Và chúng ta ngồi thẳng lưng ở trên ghế và mình nhắm mắt lại và mình thở đều đặn, hít vào và thở ra. Trong lúc vừa nhắm mắt vừa thở như vậy thì tâm trí của mình tập trung vào hơi thở. Lúc mình thở thở ra hay là lúc mình hít vào thì mình cũng đều để ý và tập trung vào hơi thở của mình. When you inhale or exhale the breath, deeply inhale or exhale the breath and try to focus on your breath. While you are trying to focus on your breath, you have to relax. Là chúng ta ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu và thật đều đặn. Khi mình hít vào và thở ra thì mình tập trung vào hơi thở của mình và trong lúc đó mình hãy để cho tâm trí mình được thư giãn. Okay, we will meditate together. Thì chúng ta sẽ cùng với nhau thực hành thiền như vậy. Inhale, exhale the breath, close your eye and try to focus. Concentrate on your breath, what you're taking in, what you're inhaling, and what you're exhaling. Để chúng ta hít vào và chúng ta thở ra chậm rãi. Trong lúc đó mình nhắm mắt và mình tập trung vào hơi thở của mình. Okay. Okay, we will meditate together. Yeah, chúng ta sẽ cùng với nhau thực hành thiền giống như vậy.
Okay, form. So now this meditation you can carry on for this week, just concentrating and focusing on the breath. Và với kỹ thuật thiền như thế này thì chúng ta có thể thực hành trong suốt tuần này, và chúng ta có thể trong lúc thực hành thiền hãy tập trung vào hơi thở của mình. So now for the up till the next Tuesday, so what you do as a homework as a concentrating on the breath. Whenever you have a 1 minute to free, or whenever you have a 2 minute free to do the meditation. Yeah, với kỹ thuật thiền này chúng ta hãy tập trung vào hơi thở của mình và mình hãy thực hành. So when you have a 1 or 2 minutes free at your workplace, you can just close your eye and take a deep breath, or inhale or exhale the breath, and focus on your breath. Yeah, với kỹ thuật thiền này mình có thể thiền liên tục trong suốt một tuần từ đây cho đến ngày thứ ba tuần sau, ở mỗi một ngày. Nếu mình có thời gian rỗi thì dù là 1 phút hoặc là 2 phút thì mình hãy thực hành thiền giống như vậy, tập trung vào hơi thở của mình. So now the one other thing is this, that in this week what you have to do is that not only the meditation, what you have to do is you have to change the way of the thinking little bit. The changing the way of the thinking means that what I mean is that you have to think, try to think very positive way. The how we you have to think the very positive way, that I will explain you. Yeah, và trong tuần này thì không chỉ với kỹ thuật thiền như vậy, chúng ta sẽ áp dụng bên cạnh việc chúng ta thực hành thiền, chúng ta cũng cần phải thay đổi cách tư duy của mình. Thay đổi cách tư duy ở đây có nghĩa là chúng ta cần phải tư duy tích cực hơn trong cuộc sống. Mình tư duy tích cực như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. So generally in this week, when you ever have the any difficulty, whenever you face the any problem, you always have to think that whether when you faces the difficulties or the problem, you have to think that whether you have the solution to overcome that problem or not. When you have the solution to overcome that problem, then you have to remind yourself that you don't have to worry. Then when you don't have the solution or the solution to overcome that problem, when you don't have that solution to the problem, then you have to remind yourself that what use of the worrying about that problem. Tư duy tích cực ở đây có nghĩa là bất cứ lúc nào chúng ta gặp khó khăn và những trở ngại trong cuộc sống của mình thì mình hãy nghĩ đến những khó khăn, mình trực tiếp đối diện với lại những khó khăn, với những trở ngại đó. Mình nghĩ xem mình có giải pháp để giải quyết những vấn đề của mình hay không. Nếu đã có giải pháp để giải quyết những vấn đề của mình thì không cần gì phải lo lắng nữa. Còn nếu như không có giải pháp để giải quyết vấn đề của mình thì khi đó liệu mình lo lắng có ích gì hay không? Do đó mình hãy suy nghĩ như vậy, hãy thay đổi cách tư duy của mình trở nên tích cực hơn trong cuộc sống. So in this week you just remember this word, okay? This word, what you can see is this word is so the one this 1 week you have to think and you have to read and again and remind yourself that whenever you had a problem, whenever you had any difficulty challenges, you have to think that whether you have the solution or not. Once you have the solution, then always you have to remind yourself that then the what need of the worry, why to worry. Once you feel that you don't have the solution, then always remind yourself that the what use of the worry, that this would in this week just keep on that rate and keep on reminding yourself. Yeah, và trong tuần này, từ đây cho đến ngày thứ ba tuần sau, bên cạnh việc mình thực hành thiền thì mình hãy nhớ luôn nhắc nhở bản thân mình rằng
Nếu có giải pháp cho những khó khăn của mình thì cần gì phải lo lắng? Nếu không có giải pháp cho khó khăn của mình thì lo lắng có ích gì? Mình hãy nhớ như vậy. Và khi nào mình có khó khăn hoặc là có trở ngại thì mình hãy luôn nhớ đến câu này để giúp mình có thể thay đổi được cách tư duy của mình, trở nên tích cực hơn. Okay, thank you very much. Okay, then I will stop here. Thank you very much. Yeah, today we will stop here and see you on the next Tuesday. Thank you very much. Yeah, buổi hướng dẫn thiền trực tuyến hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và cảm ơn tất cả mọi người đã